Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Và trong clip buổi chiều ngày 12 tháng 1, Việt Vinh chia sẻ đến anh em một chiếc âm ly có một chất âm rất là tuyệt vời. Chất âm của nó khác hẳn hoàn toàn những chiếc âm ly cùng thương hiệu mà anh em đã từng nghe. Chiếc âm ly xuất sang thị trường của Đức. Và nguồn điện của chiếc âm ly này hiện tại đang chạy là nguồn điện 240V, nguồn điện của châu Âu. Và đây là thương hiệu của chiếc âm ly rất là hay mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Chiếc âm ly thương hiệu Technic và model của nó là SA5160. Chiếc âm ly này là một chiếc âm ly tích hợp phần radio AM và FM. Nó được sản xuất vào năm 1976-77 và trở kháng đánh loa của nó là từ 4 đến 16 ohm. Vì vậy nó có thể đánh hầu hết những cặp loa đến từ châu Âu. Và tiếng của nó thì đậm chất âm của châu Âu hẳn hoàn toàn những chiếc âm ly mang thương hiệu Technic mà anh em từng nghe. Rất là hay anh em ạ. Model SA5160 này thì nó chạy hai cầu loa A, B và chúng ta có thể đánh liền một lúc hai cặp loa A cộng B. Đây là một chiếc âm ly được vận chuyển theo đường hàng không về Việt Nam, cho nên chúng ta có thể nhìn một chiếc âm ly có hình thức rất là đẹp đúng không ạ? Và đây là phần công tắc nguồn, nguồn điện của nó chạy hiện tại là nguồn điện 240V và Việt Vinh đang cắm nguồn điện 220V. Đây là bass, treble, ba lăng, volume. Và đặc biệt chiếc âm ly này nó có chế độ low nớt và nút radio muting FM. Đây là chế độ mono stereo. Và đây là cổng tap monitor. Hiện tại Việt Vinh đang sử dụng cổng aux. Đấy, Việt Vinh bấm cổng tap monitor nó bật tiếng. Đây là các chế độ chuyển kênh. Hiện tại Việt Vinh đang sử dụng cổng aux. Nó có thể chơi được đĩa than, phono và FM auto AM. Việt Vinh sẽ chuyển sang chế độ FM cho anh em nghe nhé. Là anh không thể tiếp tục. Bác sĩ bảo anh không thể sinh con. Chúng ta cứ sống. Ra một cái men nó gọi là aroma. Không, không. Xin anh đừng đối xử như vậy với em. Anh biết. Gần đây thì các đối tượng thường là sử dụng thông qua các cái trang mạng xã hội để kết nối vào buôn bán. Bắt radio rất là nét. Và phía trước mặt này anh em có thể nhìn rồi, đây là một miếng kính. Và là phía trên là những dãy số của những tần số sóng của AM và FM. Và phía dưới này có cái đồng hồ sóng. Đấy. Technic model SA5160. Đây là một chiếc âm ly xuất thị trường châu Âu. Còn trong thị trường nội địa của Nhật thì chúng ta rất ít khi gặp model SA5160. Đây là model xuất sang thị trường châu Âu anh em ạ. Rồi. Và phía này là phía sau. Anh em có thể nhìn phía sau của chiếc ly này. Đây là phía sau anh em nhé. Hiện tại Việt Vinh sử dụng chiếc anten anh em này. Đấy, chiếc anten rất là ngắn thôi. Việt Vinh cắm vào đây. Và đang sử dụng cổng aux. Model SA5160, số series của nó 0115. Đấy, ở sau này thì anh em có thể nhìn nó có hai cầu chì. Đấy. Khi mà chiếc âm ly xuất sang thị trường của châu Âu thì chúng ta có thể nhìn họ làm rất là an toàn đúng không ạ? Đấy, có hai chiếc cầu chì. Đây là cầu điện 240V. Và đây là cầu loa main, tức là A đấy anh em. Đây là B. Chúng ta có thể đánh liền một lúc hai cặp loa A, B, A cộng B. Và trở kháng đánh loa của nó là từ 4 đến 16 ohm. 4 đến 16 ohm anh em nhé. Đây là cái phần mặt đáy của chiếc đi Technic mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Chúng ta có thể nhìn cái mặt đáy của nó 7 sắc cầu vồng luôn. Đấy, mới cóng cạnh luôn này, anh em nhìn. Việt Vinh còn chưa lau chùi gì đâu. Ở chỗ này thì có một miếng gỗ SKU5830. Đấy, rất là mới đúng không ạ? Mới cóng cạnh luôn. Quá là đẹp. Ở chỗ này thì nó có một cái rắc 5 chân. Vừa thu vừa phát đây anh em này. Đấy. Dùng cho những chiếc đầu băng cối. Đặc biệt là những chiếc đầu băng cối mà có cổng thu phát. Ví dụ như Revox. Bóng loáng luôn. Rồi hiện tại thì Việt Vinh đã mở nội thất của chiếc ly Technic SA5160 và đây là vỏ gỗ. Đấy, chiếc ly này nó có vỏ gỗ anh em nhé. Đấy, vỏ gỗ. Tại sao chiếc ly này nó có một chất âm hay đến vậy? Tại vì nó chạy hai sò tổ hợp STK. Chúng ta có thể nhìn hai chiếc sò tổ hợp STK. Vì vậy chất âm của nó rất là ngọt ngào. Nội thất của nó thì anh em có thể nhìn qua, nội thất của nó 7 màu luôn, sáng lung linh. Đấy, chúng ta nhìn này. Đấy, 7 màu sáng lung linh luôn. Đây là nguồn. Đấy, vàng chóe luôn. Anh em nhìn thấy chưa?
hàng chóe luôn. Ba bóng đèn này tất cả còn nguyên bản. Đấy, anh em nhìn bên hông này, xanh lét luôn, vàng chóe. Đây là anten của radio. Đấy, anh em nhìn. Đó, vàng chóe luôn. Đấy, mọi cái chỉ có vậy thôi. Và size của nó thì size tiêu chuẩn rồi, 43-44. Tiếng của nó rất là tuyệt vời anh em ạ. Đây là bộ truyền điện anh em nhé. Tiếng của nó rất là sáng và rất là dày. Công suất của nó là 260W. Rồi, anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu sơ qua về chiếc Mi xuất châu Âu. Chiếc Mi mang thương hiệu Technic của model là SA5160, một mẫu model tích hợp cả radio và đánh vào những cặp loa Âu cực kỳ xuất sắc. Anh em nào đang có những cặp loa Âu và những cặp loa Nga, chúng ta có thể sử dụng chiếc Mi Technic này. Và Việt Vinh cũng bật mí cho anh em là chiếc Mi Technic SA5160 này đánh vào những cặp loa Đức cực kỳ xuất sắc anh em nhé. Anh em chú ý chiếc Mi này. Đấy, một chiếc Mi với một giá thành rất là tốt, chỉ có 3 triệu đồng thôi. Anh em đã giải quyết được mọi vấn đề khi mà chúng ta đang cần một chiếc Mi có một âm sắc hay để đánh vào những cặp loa Âu, loa Đức, loa Nga. Và anh em nào yêu thích chiếc Mi này thì liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip tiếp theo.